triệu ha. Rẻ. Mua cái này rẻ. Mua được cái này hay quá nhỉ. Rồi, ra khu vực của phố Nhạn. Rồi, nhìn thấy mấy cây quen thuộc. Rồi. Xanh lá móng, ngắn trực. Tuyện. À, Hồng Hồng Mai rất đẹp, có hoa này. Mà luật tiểu hội hội quái ghê nhỉ. Anh định cắt vỏ cái đây đi à? Trên thật cả vỏ. Trên nó có dễ để mà còn lấy liền. Này á, cái này làm cái cây quái khác hay hơn đúng không? Ừ. Chuyển như nào? Cái ra, chuyển như nào? Đây à, lấy vào cái đây là một cây á. Khờ, đấy lên đến trên kia rồi. Bắt này lên lên đây. Lên. Đúng rồi. Đây. Giật cái tử nhỏ nuôi sau dưới. Mất cái giá trị của cây lại. Chứ còn cây một cái dáng kiểu có quái lại mà lên đây thì thứ gì 200-300 nghìn một cái gì. Con này bên đóng thêm một tay nữa đây này. Lại ra đây nữa là đủ nhau nữa hết. Lại đóng cái này cho cân tập cây. Giờ con này mà cắt đi thì chả còn cái gì. Thì chẳng qua là nó dính vào đây thì là nó quái thôi. Rồi. Nếu cắt ra thì chả còn cái vị gì cũng đây. Dễ này thì đầy, thiếu gì nhiều lắm. Dễ nhiều à? Đầy, nhưng mà vào tay em là em cắt đi. Cắt lấy cắt ở đây á? À? Có thể là đấy hoặc là, hoặc là giật ngắn xuống một tí để làm cái tử ngắn một tí ở đây. Còn cái bệ nó côn ở kia rồi mà. Cái bệ này nó quái thì quái thật nhưng mà nó không liên quan lắm. Vệ nó côn vào bên kia mà. Tính quan trọng được cắt cái này ra rồi bán bao giờ. À không, để mình chơi mà. Mình chơi theo chơi không cách khác, mỗi người một cái. Nói chơi. Cái chân này nó nghịch nó đẹp cơ. Nhưng ở dưới nó có chân. Rõ ràng là mình nhìn thấy rõ ràng là mình nhìn thấy nó nghịch đúng không, nhưng mà cái bệ của nó côn phía kia. Nói chung là mỗi người một cách. Cái này không cắt được. Cắt đi nó mất cái quái của cái này. Cái này cắt ra không giải quyết được vấn đề gì hết. Cái kiểu như này thì thiếu gì? Khai thác thì thiếu gì? Cái con cái bạn này cắt các người. Cũng có thể, nhưng mà nếu mà cứ thử nuôi một cái mắt ở dưới để giật lên xem. Chiều này bao tiền đi chơi? Tay này ra. Này phải có tay tán cơ. Đây nhìn. 3,5 triệu. Chiều rưỡi. À chiều rưỡi. Thực ra nếu mà nói quả này chơi thì cũng được. Xem cái đầu nó có ok không? Đây, sang bên này. Đây,
côi. Đẹp hơn một sau. Tới rồi. Đây ạ. Đấy, sung này hay này. Đại thụ. Hai cây rồi. Cây gì? Thế là cây châu, cây châu. Đây là ba tiền cục. Dạ. Ủa. Quá. Cũng có bệ. Đấy, con lá đẹp thế nhỉ. Về cũng về đây chiều một chết à? Ai ở chiều? Đây này. Mày vẫn chạy chỗ ông đây, tao dập này, tao bảo vệ mẹ. Chỗ ông đập à? Ông không về ơ? Không, mày nựa này để chứ tao có nhà tao còn kiếm. Càng to, nhận cái làm cái phản được. Đây khu vực tuyển. Mày chơi thủy. Là ra quất cây ổi được rẻ. Quất cây ổi rẻ. Cái này quá chất. May có con này à chú. À, bắt đầu chiến cái của chú đây. Bắt đầu dọn về rồi. Sang tên rồi. Thế là bao nhiêu nhỉ? Xong rồi, 2 triệu đã. 2 triệu. Được, quất được. Vấn đề là về phải chơi được rồi. Đây là cứng. Chơi này luôn cứng. Đấy. Hôm nay kinh điển này, dưới đây. Con này là bao nhiêu đấy chú? 10 triệu. Nào thích thì gọi cho bố nhận 10 triệu. Con ấy lũa kinh nhỉ. Đấy, con ấy lũa ác đấy. Con đấy bao nhiêu tiền chú? 3 triệu. Nghệ thuật đấy. Đấy. Mới xuống là cây ruối. Vâng. 10 triệu. 10 triệu. Đây á, lịch xanh. Bán đi. Trực đấy, đẹp đấy. Đánh đẹp.
Rồi rồi. Cảm ơn. Đấy, dưới. Hoặc là nếu mà mình biết tiền rồi. Ừ, kéo này để thỉnh thoảng chị xẻo thân già. Xẻo thân già. Cây ổi bà này bà ấy bán chắc giá lắm, gần như là không bớt mấy, giá rất cao, nhất là trở về, nhất thì trở về không bán giá thấp, thế nên khó mà hỗ trợ đấy bác. Sang quay xuống dưới kia tí. Tìm tới sang. Đây này. Đây, quay kỹ con này. 86 đấy đúng không nhỉ? Ừ. Sao lại cái này bị rơi à? Bên kia đâu? À. Cái lúa kinh điển đấy. Chết làm sao được? Chết không? Không. Tại sao? Giống này ưa lúa. Đi đi chăm không? Đó, chăm. Vâng vâng. Chăm mệt lắm. Nó lại thích bị gọt. Chăm. Ưa cái này. Thích bị gọt. Nó có mấy loài, có loại to lá, loại nhỏ lá. Báo tiền đây nhỏ này, đây nhỏ này, cái gì kia, cái này báo tiền 3 triệu, lá dí đây, cái gì cũng đẹp, hoa đẹp, thân đẹp, lá đẹp, chi dâm đẹp. Đây là phía sau của con ổi này. Sau con ổi này. Vẫn cắt đi các bạn. Tôi nghĩ vẫn cắt đi. Đùa nhé. Lên xe rồi mà vẫn dối quá. Cầm thị bán được luôn thì bán, mà không được thì chồng về là 800. Bao nhiêu? 800 về bán một tài. Giảm tiền. 800. Tiền đâu mà đối quan? Đây, bán xuống là đông này. Phải bán cho vui. Bán cái này. Đây cũng mua cho nó vui mà. Thế là bọn mình gặp nhau là vui rồi, có gì đâu. Đấy. Bây giờ về cầm cái cảnh chứ đó. 800 con chuối. Ăn kia đấy nhỉ. Quái. Quái cây. Hơi khó này, gặp người cái thân bẹt cái lẹt. Nó kiểu nó kẹp vào đá mà. À. Nó mọc vào đá. Đấy. Thân mỏng dính. Con này bao nhiêu mà giờ quả ai cấy cây xanh này nhá ơi. Con sau đấy, đâu sau một cây sau đấy. Chủ cái này sau, chủ cái này sau. 12 triệu nhá. 12 triệu. Điền. Điều cửa đó. Chứ mà thấy một kiểu thế này. Đấy, kéo tốt đấy. Đấy, đẹp. Cái mảnh này nó
Khổ này. Mười triệu anh ạ. Ông nào mua cái này về mặt chưa? Mười triệu. 8 lít. Bao nhiêu? 800. 5 á? 800. À, mua được. Bán giao lưu. Chở cây về hết rồi. Cái đấy va vào đâu mà nó bị rơi mất tiếp nhỉ? Về lại gắn lại thôi. À, cây tre hôm trước của anh bán chưa? Bán rồi. Mấy thằng cũng có hỏi. Đấy, bắt đầu chở cái ổi về đấy. Kín lối rồi. Ôi rồi. Đúng một tí là xe kín rồi.